ở dưới đây, xe đây trước rồi lùi lên. Bình thường hòa nha. Hai sau ăn cơm ít. Hôm sau ăn cơm ít thôi nha. Ăn cơm nhiều quá xe nặng không đi nổi. Đường này mà không bọc xích thì bó tay rồi. Ngày mai đưa máy múc ra gạt xuống đây này thì là ngon đó. Kéo nó lên hả? Đường này cá câu. Rồi kéo lên những gì nữa? Vừa kéo vừa tới luôn để cho nó vừa lên luôn. Vừa kéo vừa tới luôn rồi nhỉ? Kéo bố cáp đi cò ơi. Ra. Né né ra, né cáp ra, né cáp ra. Không lên được đâu. Được. Từ từ nhá. Khi nào hô rồi tới nhá. Bố cáp đi. Vô đi. Nổ máy đi. Trên kia đây đi nào. Căng cáp chưa? Căng sẵn sau chưa? Ôi, tới đi. Tới chậm thôi. Tới đi. Rồi. Mở cáp. Được rồi. Ra cáp đi. Từ là sao là cấm cái xe cày này chở xe máy nhá. Thì mẹ cứ lần nào chở xe máy ra đây là rớt xuống cái cống này. Là cũng mắc đúng không? Xe máy như nát. Lần trước chở xe máy rớt đây này. Vô cáp cầm anh cầm đầu cáp cho nó với để nó căng thôi. Xe máy nó cầm căng lên. Để nó qua đoạn đấy thôi, hãng đang cầm. Kéo căng lên. Pha giải cứu thành công. Một pha giải cứu thành công của anh cò. Đặt cái xe máy ra của anh này. Mày để tao mở xích ra, mày xuống như kia quay đầu xong rồi tao lại lùi xuống kéo mày lên tiếp. Lùi lại đi cò ơi, để mở xích. Thôi mở chỗ đây này Pi. Thôi. Để ly cầm luôn để tao lùi xuống kéo nó lên. Được cái đầu vô thùng đi, phải cho nó nhẹ. Đâu, chê đây được mà. Hả? Được mà. Em cứ đầu chỗ đây dưới đầu. Đúng không? Ôi, quay đầu chỗ đây luôn này. Được không? Được. Dạ xuống dưới này, chạy lên. Ulipi quay được mà. Mở cái đít ra luôn thì. Xe máy này, xe máy quái đây. Quay qua đây. Bỏ hết lên thùng luôn nha.